chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và lời đầu tiên cho nhóm S-Girls xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay ạ. Và hôm nay nhóm S-Girls rất là vui và rất là vinh dự khi được mở màn cho live show kỷ niệm 20 năm của anh Mạnh Quỳnh. Và ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Hưng, được mang tên Up To You, mà nhóm đã thể hiện trong vòng thi thứ hai của chương trình Nhân Tố Bí Ẩn. Và hy vọng hai tuần nữa vào Chủ Nhật tới thì quý vị hãy cùng đón xem nhóm S-Girl trình bày ca khúc này trên VTV3 được không ạ? Và một ca khúc tiếp theo là ca khúc đầu tiên mà nhóm biểu diễn trong chương trình Nhân Tố Bí Ẩn, đó là ca khúc Buông Tay, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của nhóm S-Girl. Xin cảm ơn các bạn. Em xin cảm ơn. Thưa quý vị, cùng với những tiết mục biểu diễn vô cùng sôi động và trẻ trung qua phần thể hiện của những cô gái thật là xinh xắn và dễ thương trong nhóm S-Girl, chúng tôi xin được chính thức mở màn cho đêm live show của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh buổi tối ngày hôm nay với chủ đề 20 năm tình vẫn đẹp. Và anh Quân rất là mong được nghe một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt từ phía tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân khấu Trống Đồng được không ạ?
Quý vị có thể vỗ tay lớn hơn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn quý vị vô cùng nhiều. Trong live show kỷ niệm 20 năm ca hát của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, thì bản thân anh Quân là một khán giả. Và khi có dịp ngồi ở hàng ghế khán giả thì Quân mới có thể cảm nhận được sức nóng, cảm nhận được tình cảm yêu mến của tất cả quý vị khán giả đã dành cho ca sĩ Mạnh Quỳnh, cũng như là dành cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Cũng chính vì vậy, và để đáp lại tình cảm yêu mến đó, thì ngày hôm nay, Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông đã quyết định tổ chức thêm một đêm nhạc nữa, một đêm live show nữa với chủ đề là 20 năm tình vẫn đẹp tại sân khấu Trống Đồng. Và ngày hôm nay khi có mặt tại sân khấu Trống Đồng và nhìn xuống hàng ghế khán giả, Quân thấy sự có mặt của đông đủ quý vị ở đây. Điều đó đã chứng tỏ được tình cảm yêu mến của quý vị luôn luôn dành cho Mạnh Quỳnh, dành cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình và dành cho Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông. Chính vì vậy, xin quý vị hãy dành thêm một tràng vỗ tay nữa để cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người đêm nay ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và anh Quân hy vọng rằng quý vị sẽ cùng với chúng tôi có một đêm thưởng thức âm nhạc thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều điều đáng nhớ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình ngay và xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu với tên gọi là Đừng Quay Lại. Với bài hát này, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một cô gái cũng rất là dễ thương ngay sau đây mà hẳn quý vị cũng đã biết đến cô từ cuộc thi Gương Mặt Thân Quen. Xin mời quý vị cùng chào đón nữ ca sĩ Mia.
Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay rất là vui mà có mặt ở đây cùng với live show của anh Mạnh Quỳnh. Thật ra anh Mạnh Quỳnh cũng là một thần tượng lớn từ khi Mia còn rất là nhỏ rồi. Và thật ra là hôm nay rất rất may mắn Mia được đứng chung sân khấu với anh và được hát trong live show của anh, rất là vui và hạnh phúc ạ. Và Mia xin kính chúc cho đêm diễn ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Ca khúc tiếp theo xin cho Mia trình bày ca khúc được mang tên Just Say Goodbye. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
chân thành của quý vị. Và rất mong là tối đêm nay quý vị sẽ có một đêm nghe nhạc thật là vui bên gia đình và người thân của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn Mia. Thưa quý vị, lúc nãy khi mà giới thiệu Mia thì Quân có nhắc đến chương trình Gương Mặt Thân Quen, là một chương trình mà rất là nhiều các nghệ sĩ tham gia để bắt chước những người nghệ sĩ khác. Và khi mà quý vị theo dõi chương trình này thì quý vị cũng thấy rằng là tại sao mà họ có thể bắt chước các nghệ sĩ khác một cách giống đến như vậy. Đây có thể coi là một cái tài lẻ, nhưng mà dường như là khi mà lên sân khấu rồi, khi mà họ đã nhập vai rồi thì dường như là chúng ta không thể ngờ được rằng là họ lại có cái khả năng bắt chước đến mức như vậy. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một người nam ca sĩ nữa cũng đã được quý vị biết đến và yêu mến từ cuộc thi Gương Mặt Thân Quen. Và nếu quý vị nhớ đến anh thì quý vị sẽ nhớ đến những vai diễn của anh khi mà anh đã nhập vai rất là tròn vai vào những nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam chúng ta như là Chế Linh, như là Trung Đức hay là như là Bảo Yến, thưa quý vị. Và Quân nghĩ rằng là khi nhắc đến đó thì quý vị cũng đã nhớ được người nam ca sĩ này là ai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với anh trên sân khấu của chương trình này. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một nhạc phẩm được mang tên Hãy Đi Với Anh, một sáng tác của Bảo Dũng. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón nam ca sĩ Mai Quốc Việt. Mời quý vị sẽ thân ái được gửi lời chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy đi với anh qua hết những con đường, vượt qua giông tố ta vẫn không rời. Nắng mai xinh tươi ta sẽ trao nụ cười, lãng quên tháng ngày nụ hôn nồng say. Nếu không là giấc mộng, nếu không là hy vọng, thì cho anh nhẹ nhàng ôm lấy em. Giấc mơ bình yên có em gần bên, anh sẽ đi tìm. Hãy đi với anh con đường mong manh, gió mưa đến nhanh mang theo chút hơi lạnh. Có một bờ vai nhẹ nhàng em mãi cho em ngày mai. Tháng năm lướt mau vô tình gặp nhau, bước qua nỗi sầu yêu như phút ban đầu. Có một vòng tay chờ em biết mãi xót xa bao ngày. Hãy đi với anh qua hết những con đường, vượt qua giông tố ta vẫn không rời. Nắng mới xinh tươi ta sẽ trao nụ cười, lãng quên tháng ngày nụ hôn nồng say. Nếu không là giấc mộng và nếu không là hy vọng, thì cho anh nhẹ nhàng ôm lấy em. Giấc mơ bình yên có em gần bên, anh sẽ đi theo chút hơi lạnh. Có một bờ vai nhẹ nhàng êm ái cho em ngày mai. Tháng năm lớn màu vô tình gặp nhau, bước qua nỗi sầu yêu như phút ban đầu. Có một vòng tay chờ em biết mãi xót xa bao ngày. Tháng năm lớn màu vô tình gặp nhau,
khúc tiếp theo là một ca khúc mà Việt chưa từng đứng trên sân khấu hát. Còn ca khúc gì thì mọi người lắng nghe. Sao đâu không chi em cho phai má hồng được gì, giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cánh biệt chung chung. Người thì mong một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay, nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh đã biết rằng con chim quý phải ở lâu son. Anh không trách là em bội bạc, mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình. Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối, chén ly bôi uống đi em. Sao em mắt lệ nhạt nhòa? Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ sau đường. Xin em xem anh như một gã nhỏ sau đường. Hỏi em có biết hay không mà
sao em để tôi nhớ tôi mong, cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em ơi có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong, cách chia nào chẳng. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị, xin kính chúc cho quý vị có một đêm nghe nhạc thật là vui. Xin được cảm ơn Mai Quốc Việt và ban nhạc Minh Mẫn. Thưa quý vị, có thể nói rằng là người Việt Nam chúng ta dường như là đi khắp mọi nơi trên thế giới, có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, bởi vì là Quân có một cái cơ hội được đi rất là nhiều nước và đi đến đâu thì cũng gặp người Việt Nam, và khi có dịp trò chuyện với họ thì mới thấy rằng là lúc nào trong trái tim của họ, trong tâm hồn của họ cũng luôn nhớ về quê hương, luôn dành những tình cảm chân quý nhất, trân trọng nhất dành cho đất nước quê hương mình. Và thưa quý vị, có lẽ rằng những tình cảm đó không chỉ có ở tất cả mọi người, mà đặc biệt hơn nữa là có ở những người nghệ sĩ. Bởi vì thường thường người ta hay nói là những người nghệ sĩ là những người đa sầu đa cảm nhất, nhất là khi họ phải xa quê hương để mưu sinh kiếm sống. Và thưa quý vị, do hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì họ cũng luôn luôn có trái tim, luôn luôn hướng về quê hương bằng mọi hình thức, và đặc biệt là trong âm nhạc. Thưa quý vị, có một người ca sĩ mặc dù ở hải ngoại rất lâu rồi nhưng mà anh đã quyết định trở lại Việt Nam, dành tất cả những tình cảm yêu thương cho quê hương đất nước mình, và đặc biệt hơn nữa là thông qua những sáng tác trong âm nhạc của anh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chia sẻ những cảm xúc đó với anh qua một nhạc phẩm đầu tiên, một bài hát anh viết bằng tất cả tâm hồn và trái tim mình, với những ca từ mà Quân cảm thấy vô cùng xúc động, mà anh đã chia sẻ với Quân. Ước mơ là tất cả, đất mẹ hãy giữ lấy, ngàn sau xin ghi nhớ, cống hiến cho quê hương. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác do chính anh viết được mang tên Ước gì cho quê hương. Chúng ta sẽ cùng chào đón nam ca sĩ Randy. Randy xin kính chào quý vị. Trở về quê mẹ tôi thương nhớ, đình làng cây đa đó có bao giờ tôi quên. Ước mơ là hy vọng để ta tìm sức sống, để lòng thôi trong vắng, để tim hồng biết yêu. Ta thương ta mến, cho cha mẹ bớt nỗi sầu lo. Nói đi, người ước gì, hãy cùng nhau mơ ước, để rồi ai cũng ước. Ước gì thế các em, ước mơ là tất cả, đất mẹ ta giữ lấy, ngàn sau xin ghi nhớ, cống hiến vì quê hương.
trở về quê mẹ tôi thương nhớ. Đình làng cây đa đó có bao giờ tôi quên. Ước mơ là hy vọng để ta thêm sức sống, để lòng thôi trong vắng, để tim hồng biết yêu. Hãy cùng nhau mơ ước, để rồi ai cũng ước. Ước gì thế bé yêu, ước mơ là tất cả đất mẹ ta giữ lấy. Ngàn sau xin ghi nhớ công hiến vì quê hương. Xin ghi nhớ công hiến vì quê. Xin cảm ơn quý vị. Và nhạc phẩm thứ hai cũng là một sáng tác của Randy, cũng là một tâm sự của những người con xa xứ. Về thôi, ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng. Nhớ tìm về mái ấm mẹ trong, tê tỉ tê, vui chuyện xung vầy. Gia đình là tất cả về thôi, nơi ấy mẹ mong. Một sáng tác mới về mẹ của Randy, xin chia sẻ cùng quý vị.
xa mê đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng, tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày, nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Sống bình yên cho chúng con dâng trọn hóa lòng, tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ. Xin quý vị và nhạc phẩm cuối cùng trước khi chia tay cùng quý vị xin vẫy tay chào một sáng tác của Tú Nhi, của Tú Nhi tức là nam danh ca Chí Linh. Xin mời quý vị. Thì
xa rồi. Biết bao giờ mình chung đôi, một người buồn cuối xa phương trời, người nhỏ lệ từng đêm đơn côi. Đoạn đường nào đó ta đã yêu người, đoạn đường nào đó ai đã yêu ta. Giờ thì hai đứa không còn đón đợi, tình mình đã chết thôi từ đây. Giờ thì hai đứa không còn đón đợi, tình mình đã chết thôi từ xin con người về. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn anh Randy. Thưa quý vị, trong cuộc sống khi mà chúng ta đã trải qua rất là nhiều những thăng trầm, những buồn vui, thì Quân luôn tin vào chữ duyên. Bởi vì thưa quý vị, làm gì thì cũng phải có chữ duyên thì mới thành công được. Nói đến chữ duyên thì Quân muốn kể với quý vị nghe một câu chuyện của một người nữ ca sĩ này. Tại sao cô lại lấy được một cái nghệ danh nghe rất là dễ thương? Và khoảng độ năm 2000, quý vị nhớ rằng là khi mà bộ phim của Đài Loan Hoàn Châu Cách Cách được phát sóng trên đài truyền hình của Việt Nam thì có rất là nhiều khán giả yêu thích cái cô nhân vật chính trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Và dường như chúng ta yêu mến cô ấy từ những cái cử chỉ hành động rất là nho nhỏ, từ những cái nét mặt, nụ cười, từ những ánh mắt. Và Quân nhớ nhất là khi mà cô cầm khăn cô phẩy lên một cái thì chúng ta thấy đúng cái hình ảnh của cô Hoàn Châu Cách Cách như vậy. Và thưa quý vị, cũng chính ở cái bộ phim đó và cái thời điểm khi mà bộ phim rất là hot và được đông đảo khán giả yêu thích như vậy thì có một trung tâm âm nhạc đã mời một người nữ ca sĩ thâu âm một số những ca khúc được viết làm nhạc nền cho bộ phim này và chuyển thể sang lời Việt để những cái bài hát này sẽ đến được với gần hơn với đông đảo khán giả Việt Nam. Và sau khi thu âm xong và sau sự thành công của những ca khúc này thì cô gái ấy đã quyết định lấy nghệ danh của mình được ứng với cái tên của bộ phim để như là một cái định mệnh, như là một cái duyên trời cho dành cho người nữ nghệ sĩ này. Và ngày hôm nay thì người nữ nghệ sĩ này đã qua bao nhiêu dòng nhạc nhưng cuối cùng đã trở lại với cái dòng nhạc mà tất cả khán giả đã yêu mến cô trong suốt thời gian vừa qua, đó là dòng nhạc trữ tình bolero và mang âm hưởng dân ca. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng chào đón nữ ca sĩ Hoàng Châu. Châu xin được gửi đến tất cả quý vị các bạn có mặt đêm nay lời chào trân trọng nhất. Và bài hát đầu tiên xin mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim, ca khúc Nếu Được Làm Người Tình. Làm người tình lạc vào mắt ai tơ cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hôn, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười hẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng làm đôi má thêm hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời, một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào
giấc mộng làm đêm đầm ấm. Đã nghe từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sóng mắt xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm. Đã nghe từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sóng mắt xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh hiu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ nguôi. Biết con ai vui đêm nay, biết con
bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm. Bài ca em gấp gấp một đêm, để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Khuya quanh hiu nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ nguôi. Biết biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Lạnh lùng mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm. Bài ca em góp góp một đêm, để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ. Và thưa quý vị, tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của một nam ca sĩ mà có thể nói rằng là anh là một người thoát ẩn thoát hiện như chúng ta vẫn hay gọi vui. Lý do là anh đi lưu diễn rất là nhiều và anh là một trong những ca sĩ của Việt Nam chúng ta mà được đông đảo khán giả tại hải ngoại yêu mến. Cho nên là mỗi một lần anh về Việt Nam là một lần anh cảm thấy rất là trân quý với những tình cảm yêu mến mà khán giả dành tặng cho anh, bởi vì lâu lâu thì mới được gặp anh, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì anh sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm đầu tiên. Đó là một ca khúc của một trong những nhạc sĩ trẻ rất là hot hiện nay, Châu Đăng Khoa, sáng tác được mang tên Em Là Lý Do Anh Tồn Tại. Xin mời quý vị cùng chào đón nam ca sĩ Phan Đinh Tùng. Trong anh mệt nhoài, dù sóng gió kéo qua đây. Ở phía nơi cuối những giấc mơ kia, ở nơi cơn đau sẽ được biến tan, em còn dang rộng đôi tay. Anh có được gặp lại em, người anh từng trao yêu thương, người hứa bên anh đến cuối con đường.
tình yêu đã vội tan đi. Anh vẫn đợi chờ cơn mưa sau cuối. Nơi đây tất cả rồi sẽ đốt cháy, xóa hết ký ức trong ta, những xót xa. Chẳng có nước mắt về bên môi tôi, nỗi nhớ sẽ mãi phai phôi, những giấc mơ quá rồi. Quá rồi, quá rồi. Anh có được gặp lại em, người anh từng trao yêu thương, người hứa bên anh đến cuối con đường. Giờ đây dẫu chỉ còn lại mình anh, tình yêu đã vội tan đi. Anh vẫn đợi chờ cơn mưa sau cuối. Nơi đây tất cả rồi sẽ đốt cháy, xóa hết ký ức trong ta, những xót xa. Chẳng có nước mắt về bên môi tôi, nỗi nhớ sẽ mãi phai phôi, những giấc mơ. Anh sẽ bước qua những buồn đau, và anh sẽ lãng quên bao muộn sầu, chỉ mong được bên em mãi. Vì em là lý do anh tồn tại, mặc bao hồi ức trong anh mệt nhoài. Dù sóng gió kéo qua đây, quá rồi những giấc mơ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn hai vũ quân vũ công của vũ đoàn MTE. Vừa rồi là một ca khúc rất là mới. Vâng, em là lý do anh tồn tại. Còn ngay bây giờ thì Tùng xin mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm mà Tùng sâu chuỗi lại để nói lên một câu chuyện tình của một đôi trai gái yêu nhau rất là tha thiết, nhưng mà bởi vì gia đình ngăn cấm cho nên là cả hai đã không đến được với nhau, phải nói lời cuối dành cho nhau. Nhưng mà cuối cùng vì tình yêu cả hai tìm thấy được ở nhau, cho nên đã mạnh dạn bước qua sự ngăn cấm của gia đình mà đến với nhau. Chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm: Lời cuối cho em và Con tim đã vui trở lại. Xin mời quý vị. Ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi. Em, anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé em. Em, anh van em nói đi, em nói đi, em
nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lớn chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai lớn chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin sống không ngày mai. Sống quen không ai cần ai. Cứ vui, cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm mù tối. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người. Trong tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, sợ hãi gì vì người ở gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người. Chọn tâm hồn thôi, chọn tấm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Một lần nữa, Phan Đình Tùng và nhóm múa MTE xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều và xin được chào tạm biệt. Xin được cảm ơn Phan Đình Tùng và nhóm múa MTE. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là trong những năm vừa qua thì có rất là đông đảo các nghệ sĩ từ hải ngoại đã trở về quê hương để biểu diễn phục vụ cho khán giả quê nhà. Và thưa quý vị, trên cái hành trình trở về dài dằng dặc như vậy thì có thể nói rằng sẽ rất là khó khăn và vất vả để có thể chinh phục được khán giả tại quê nhà. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường âm nhạc cũng như thị hiếu của khán giả tại hải ngoại và tại Việt Nam thì có những cái điểm khác biệt, và khi họ trở về thì họ phải thích nghi
họ phải tìm tòi, nghiên cứu, có những sáng tạo và phải thích nghi được với môi trường âm nhạc ở trong nước. Và thưa quý vị, bây giờ thì anh Quân sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với một người nữ ca sĩ mà có thể nói rằng chị đã thành danh tại hải ngoại, và khi trở về Việt Nam thì chị đã cố gắng nỗ lực hết sức mình, đã tham gia rất là nhiều các chương trình, các game show, thí dụ như là Gương Mặt Thân Quen, thí dụ như là Hãy Nghe Tôi Hát và nhiều chương trình khác nữa, và thực sự được khán giả trong nước đón nhận và yêu mến. Xin mời quý vị cùng chào đón nữ ca sĩ Ngọc Liên.
đâu hạnh phúc. Anh hỡi anh ơi, hạnh phúc vẫn còn đây. Phố hoa rộn ràng anh tìm đâu hạnh phúc. Anh hỡi anh ơi, hạnh phúc vẫn thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay tại sân khấu Trống Đồng khác hơn so với những đêm nhạc bình thường tại đây. Bởi vì thưa quý vị, Trung tâm Băng Nhạc Rạng Đông cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ và cả một ekip rất là hùng hậu ở phía sau cùng với ban nhạc đã set up cho quý vị để quý vị thấy được một sân khấu rất là rực rỡ, quy mô và hoành tráng với những màn hình LED, với những cái sự xử lý hình ảnh ở trên sân khấu quý vị được coi và với tất cả những đạo cụ trên sân khấu như vậy. Và thưa quý vị, khi mà chúng tôi quay hình chương trình này cũng là góp thêm một chương trình nữa. Ngoài cái live show của ca sĩ Mạnh Quỳnh được diễn ra vào ngày 16 tháng 4 vừa rồi thì đây là thêm một chương trình nữa, giống như là một cái món quà tặng thêm nữa của ca sĩ Mạnh Quỳnh và ekip Trung tâm Băng Nhạc Rạng Đông để gửi tới cho quý vị. Và thưa quý vị, sau chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể search trên YouTube, chúng ta sẽ được coi toàn bộ chương trình này. Có lẽ rằng là chúng tôi hy vọng là đây sẽ là một cái sự lan tỏa rộng rãi đến với đông đảo khán giả ở trong nước và hải ngoại để mọi người có thể coi được nhiều hơn, bởi vì là không phải ai cũng có điều kiện mà đến với sân khấu Trống Đồng trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng lâu lâu thì anh Mạnh Quỳnh mới sắp xếp được thời gian để trở về trong nước biểu diễn phục vụ cho tất cả quý vị, nên là Quân cũng mong rằng là với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là với các nghệ sĩ hải ngoại, thì khi mà họ trở về nước thì sẽ nhận được cái sự ủng hộ yêu mến thật là nhiệt thành của tất cả quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người nghệ sĩ nhí, một cô ca sĩ nhí. Chắc là quý vị cũng đã biết được rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với một cô ca sĩ nhí mà Quân rất là ấn tượng với cô bé này, không chỉ bởi là cô bé ấy rất là xinh xắn và dễ thương, mà còn bởi vì cô bé ấy rất là tự tin và rất là chuyên nghiệp khi bước lên sân khấu như một người nghệ sĩ thực thụ trong chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. Và ngay bây giờ với một ca khúc của Nguyễn Quốc Việt được mang tên Mẹ Là Quê Hương, xin mời quý vị cùng chào đón bé Bảo Ngọc. Wow, con đứng đây một xíu nha. Dạ. Mọi người thấy bé Bảo Ngọc có dễ thương không? Có dễ thương không? Cho bé một tràng vỗ tay lớn hơn được không ạ? Con thấy khán giả vỗ tay con thích không? Dạ, thấy chú là thích. Thế chú biết là gia đình con thì ở Cần Thơ đúng không? Dạ. Thế bây giờ thì con đang ở Cần Thơ hay là con ở Sài Gòn luôn? Dạ, ở Sài Gòn luôn. Thế à? Thế con ở Sài Gòn với ai? Dạ với mẹ với cha, nhưng mà lâu lâu cha cũng lên chơi một vài bữa. À, tức là chỉ ở với mẹ thôi. Vậy thì có nhớ cha không, nhớ nhà không? Dạ nhớ. Vậy hả? Thế con có thể chia sẻ với mọi người là thời gian tới con định làm gì không? Con có một cái bài hát nào con thu âm hay là con làm gì không? Dạ có, nhưng mà chưa tiết lộ ra được. Tại sao? Dạ cái đó là bí mật. Ồ, tại sao bí mật? Nhưng mà ở đây mọi người cũng quen ấy mà, mọi người bật mí cho mọi người một tí thôi. Nhưng mà cái đó để con làm cho mọi người bất ngờ thêm. À, con có thể tiết lộ được có cái gì bất ngờ trong cái bài hát đó không? Dạ bài hát đó là con quay ở Hà Nội nhưng mà hát lời Việt từ lời tiếng Anh là dịch ra là tiếng Việt. À, mà là quay ở Hà Nội. Dạ. Sao nó phức tạp thế hả? Con cũng ra Hà Nội quay mà hát lời tiếng Việt mà dịch từ tiếng Anh. Phức tạp quá nhỉ? Chú nghe xong chú thấy hơi hoang mang. Nhưng mà tất cả mọi người sẽ chờ đón cái bài hát này của con nha. Dạ. Thế con gửi một lời chúc gì đến khán giả ngày hôm nay đi. Dạ con thưa quý khán giả, con chúc cho khán giả có nhiều sức khỏe, càng ngày càng vui vẻ. Còn gì nữa không?
Vâng, thưa quý vị, bé Bảo Ngọc, cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con. Và lát nữa thì chú sẽ gặp lại con trong phần sau đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn con rất nhiều, xin mời con vào trong kia. Rồi. À, thưa quý vị, là quý vị thấy rằng các em bé rất là dễ thương đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì không chỉ có bé Bảo Ngọc đâu mà sẽ còn có thêm một bé nữa lớn hơn một chút xíu và được mọi người biết đến từ cuộc thi The Voice Kids. Ngay sau đây với một ca khúc của Thái Thịnh được mang tên là Duyên Phận. Xin mời quý vị cùng chào đón bé Thu Hiền. Rất nhiều, và thưa quý vị, có một thông tin rất là thú vị mà Quân xin được chia sẻ với quý vị ngay sau đây, bởi vì bé Thu Hiền chính là một cô con gái rất là dễ thương trong số rất là nhiều những người con trong một mái ấm thiện nguyện của nữ ca sĩ Phi Nhung, thưa quý vị. Và thưa quý vị, Phi Nhung thì quý vị đã rất là quen thuộc rồi, một người nghệ sĩ rất là đa tài, bởi vì cô không chỉ ca hát mà còn đóng phim, đóng kịch, tham gia rất là nhiều những hoạt động nghệ thuật, và đặc biệt là những cái hoạt động thiện nguyện của cô tại Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa là cái việc mà cô đã thành lập một cái mái ấm, ở đó có rất là nhiều các em nhỏ để mà nuôi dưỡng chăm sóc các em, để giúp cho các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là một trong những công việc mà không phải riêng Phi Nhung, mà hầu như tất cả các người nghệ sĩ, những người nghệ sĩ đều mong muốn làm trong khi mà mình vừa tham gia hoạt động nghệ thuật, vừa tham gia với những hoạt động xã hội và cộng đồng như vậy, để góp thêm một tiếng nói, góp thêm một bàn tay, và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ và yêu thương của tất cả quý vị khán giả. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì anh Quân sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với chính nhân vật mà Quân vừa mới chia sẻ xong. Chúng ta cùng chào đón nữ ca sĩ Phi Nhung.
Xin cảm ơn quý vị. Để nhường sân khấu cho Mạnh Quỳnh nhé. Mạnh Quỳnh đâu rồi ta? Anh ơi, em vô nè. Hôm nay Mạnh Quỳnh đúng ra thì chương trình này Mạnh Quỳnh không có sắp xếp để về hát kịp cho quý vị nghe tối đêm nay. Tại vì biết là sau cái live show Mạnh Quỳnh ở Hòa Bình thì về tới bên bển là tới Mỹ thì gần 10 ngày. Mạnh Quỳnh tối mà ngủ nhắm mắt lại là thấy cái show.
nó nhắm mắt lại thấy cái chương trình show Đậu Hòa Bình, cho nên nó ám ảnh cho tới bây giờ. Nhưng mà Mạnh Quỳnh cũng cố gắng sắp xếp thời gian thật là ngắn để quay trở về đây, để làm một cái mini live show nhỏ nhỏ như vậy, để gửi đến quý vị, những quý vị khán giả đã ủng hộ tiếng hát của Mạnh Quỳnh trong suốt bao nhiêu năm qua mà không có dịp và đến xem live show tại Nhà hát Hòa Bình. Quý vị biết là vì chương trình ở Hòa Bình thì Mạnh Quỳnh quay ra để trực tiếp thu hình để làm DVD. Cho nên tổ chức cũng như là rất là hoành tráng để lấy hình cho thật đẹp, để sau này để quý vị có những cái DVD, những cái kỷ niệm để quý vị coi. Cho nên thì cái số lượng khán giả rất là giới hạn, cho nên hôm nay thì Mạnh Quỳnh cũng về đây, thì mặc dù cái điều kiện cũng như cái chương trình thì nó cũng không có lớn như tại Hòa Bình, nhưng mà đêm nay thì Mạnh Quỳnh mong rằng tất cả quý vị yêu thương Mạnh Quỳnh và anh chị em nghệ sĩ cũng như Trung tâm Ban nhạc Rạc Đông sẽ rất là hài lòng, vì anh chị em nghệ sĩ ca rất là hết mình, phải không quý vị? Một tràng hết tay quý vị. Thôi thì bây giờ Mạnh Quỳnh hát lần lượt. Quý vị, vừa rồi thì Mạnh Quỳnh hát nhạc phẩm 20 năm Tình Vẫn Đẹp là chủ đề của chương trình hôm nay. Thì quý vị nghe 20 năm thì quý vị tưởng tượng là cảm ơn cuộc đời của Mạnh Quỳnh 20 năm. Nhưng mà đây là lấy cái 20 năm là Tình Vẫn Đẹp để Mạnh Quỳnh nói về, để thân tặng cho những quý vị khán giả nào đã lập gia đình và đã sống với nhau trong hơn 20 năm qua. Thì đây là hình ảnh rất là dễ thương, nói về cho dù cuộc sống như thế nào thì từ lúc mới quen nhau cho đến khi mình tuổi già tóc bạc, tình yêu vẫn không bao giờ thay đổi. Thì đó là nhạc phẩm 20 năm Tình Vẫn Đẹp. Mạnh Quỳnh lấy ra bài Vợ Tôi 2 là bài Vợ Tôi 1 quý vị đã nghe rồi. Thì mong rằng thì bài hát này sẽ gửi đến quý vị thân tặng tất cả những người nào đã sống với nhau hơn 20 năm, từ 20 năm đến 20 năm trở lên. Ở đây có ai hơn nghe không? Chắc chị Phượng này. Chị Phượng anh Thiên 25 năm. Còn ai 20 năm nữa không? Ở bên đây nữa. Thì mỗi lần mà quý vị nghe nhạc phẩm này thì cứ nói ông xã mình kỷ niệm 20 năm ngày cưới gì đó, cứ đem bài này ra hát là bảo đảm ông xã mình sẽ chiều mình tới bến. Ok. Cái thứ vậy thôi, thì Mạnh Quỳnh hát một nhạc phẩm nữa, một liên khúc nói về tình yêu người ở bên kia đại dương và người ở tại quê nhà, mặc dù xa mặt nhưng không cách lòng. Cứ quý vị, một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Tận Cùng Nỗi Nhớ và Người Thương Kẻ Nhớ. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Một tràng pháo tay cho ban nhạc Minh Mẫn quý vị. Lệ nhạt nhòa ai khúc bụi phân ly, cách xa nhau hơn nửa trái địa cầu, lòng khoác khoải bao giờ anh trở lại. Nhớ em, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ ngày mình còn chung. Dáng em đi nhớ lời hẹn hò chưa phai, mình yêu mãi không thay. Nhớ thương hàng phương thắm bên đường, nhưng lúc chiều hôm mình dìu nhau dưới mơ sương. Nhớ em, nhớ tiếng nói câu cười, nhớ lời thì thầm bên gối. Lời hẹn hò hôm nào mình yêu mãi nghe anh. Nhớ thương ngày vui qua rồi, ân tình dệt chung lối, bờ môi trên bờ môi. Nhớ, nhớ phút chia tay, em vẫy tay chào trong tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xóa yêu đương, dấu ngàn ngày xa nhau, tình thương vẫn tràn dâng. Ước mơ ngày quay góc tường phùng, đôi đầu trùng bóng, vòng tay trong vòng vẫn thơ. Em đi rồi, nửa hồn tôi khờ dại, chăn trở hoài những kỷ niệm ngày xưa, ngày tôi em gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào. Thế là chấp nhận xa nhau với biển đời tựa sóng dâng. Okay. Hồi nãy mình vừa nghe mấy người nói là cái này lửa nó xịt lên nóng hết không? Ok. Quý vị và sau đây thôi đi để anh đổi không khí chút xíu nha. Hát anh bài Quỳnh cha 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 ơi. Đi. Ủa ở đâu vậy? Anh Quỳnh ơi. Cái giọng này mình chưa nghe bao giờ. Anh Quỳnh ơi, anh đâu rồi anh Quỳnh ơi? Trời ơi. Ủa đâu vậy? Có ai thấy anh Quỳnh của em ở đâu không? Cái này là 20 năm tình vẫn đẹp. Anh Quỳnh! Ủa gì vậy bác? Hả? Mới ngày nào còn anh em mà bây giờ anh kêu em bằng bác. Ủa vậy hả? Sao? Trời sao mới mấy năm mà nhìn em tiều tị dữ. Mấy năm gì anh, mới hôm qua hai đứa mình còn nắm tay đi ăn kem mà. Anh không nhớ em hả? Nhớ. Nhớ không? Thấy gặp đâu hình như kiếp trước á. Đâu có, mới hôm qua còn yêu nhau mà. Không mấy giờ anh hôn em cái đi anh. Quỳnh ơi, Quỳnh! Quỳnh ơi! Ai vậy? Tao giết mày chết Quỳnh ơi! Cái giọng này thì quen thiệt. Ai vậy anh Quỳnh, ai vậy? Đâu biết này, cái này là... Tao đây, tao giết mày chết! Tao giết mày chết! Bà nào mới bóp đích tôi đó. Ủa, em tại sao vậy? Mày bước qua đây cho tao! Tại sao vậy? Tại sao ở bên Mỹ bao nhiêu đứa trẻ đẹp mà em lấy mày đi lấy máy bay bà già? Tại sao vậy mà trả lời đi? Mày cười cái gì? Dạ con chào ba. Dạ thưa ba, con là bạn gái anh Quỳnh đó ba. Trời ơi, tôi nhìn tôi không dám kêu luôn á. Năm nay nhiêu rồi? Dạ 82. Trời ơi, con lớn hơn ba 1 tuổi đó con. Anh ơi, anh giới thiệu em với ba anh đi chứ. Trời, mày bước ở đây mày nói rõ ràng cho tao biết. Dạ. Mày thi bằng lái nào mà mày lấy lậu hả? Dạ bây giờ con cũng không biết nói gì. Dư nợ nó đến sao biết cha. Ủa chú. Vậy ba anh mà. Ba. Không có thằng bị điên ta ba mày nhận không ra mày. Mày đứng ra đè trước ánh sáng bình minh mày núp. Ok.
Tại sao vậy? Ta hỏi mày nè. Dạ. Trên cuộc đời này còn bao nhiêu đứa trẻ đẹp, nó câu sinh viên, nó học sinh mày không lấy, mà đi lấy cái tuổi lớn hơn tao luôn, mày thấy không? Rồi tối mày sao mày ngủ, mày nói nghe. Tối mày sao mày ngủ, mày nói tao nghe coi. Ba ơi, con nói thiệt với ba, tình yêu không phân biệt tuổi. Anh đừng bỏ em, anh bỏ em là em đau tim em chết liền anh Quỳnh ơi. Mày cười cái gì, mày vui lắm hả? Thôi, ráng đi vô trong đi rồi anh lấy thuốc cho em uống. Trời ơi, tao kê bằng chị mà mày kê bằng em. Trời ơi trời, loạn hết rồi. Bây giờ mày bước qua đây mày cười cái gì? Mày hành, mày đứng đây tao hỏi mày. Bây giờ mày nhìn người phụ nữ đó, dạ, có điểm nào hấp dẫn đó, mày nhìn đi, trời ơi. Có điểm nào hấp dẫn mà mày mê, mày nói tao nghe coi. Nó cũng có cái duyên lạ lắm ba. Cái duyên chỗ nào mày nói đi. Nhất mày nói là cái này là nó nhúng bẩm sinh. Đó thế. Tao hỏi mày là cái điểm nào thú vị mà mày yêu, mày nói tao nghe coi. Em có điểm nào đẹp anh nói đi anh. Anh kể đi anh. Đôi môi nhìn cái miếng thịt bò mình mê cái gì. Chị em thử lấy khăn chặn hầu ra coi mặt em đẹp cái này đó, để vô cho ba dòm cái coi. Dạ ta nhìn vậy chứ con sexy lắm ba. Dạ. trời ơi thằng con tôi mắt bị kiến cắn rồi hay sao? Mày mê gì cái thứ mà nó chảy như mướp mà mày mê cái gì? Tao không hiểu nữa, mày mê cái gì? Ê, em nhỏ tuổi hơn chị, sao em mất dạy vậy em? Ê, ta là ba của bồ mày nha. Ta sáng chiếc dép tổ ong là mày dính lên mặt mày rổ không đó. Em nói anh nghe nè, em không để, nãy giờ nó là ba anh là em tán vô mặt nó rồi đó anh. Nhỏ tuổi hơn em mà. Bây giờ mày đừng có nhìn, bây giờ mày kể lại, mày tái hiện là cái cơ duyên nào mà hai đứa bay gặp nhau. Tao nghe đồn mày ở BD hát cây lương gì đó không, yêu nhau đúng không? Mày dạ, làm đúng gì rồi. Mày làm gì mày đổ mồ hôi dữ vậy? Hả? Mày chờ mày lái không nổi máy bay nè hả? Tranh thủ mày lái đi, sắp đưa vô gara bảo dưỡng rồi đó. Mày kể lại, tái hiện lại cái cảnh ở bờ đê hai đứa hẹn hò sao? Trời ơi, coi! Anh có gì thì anh nói đi chứ anh. Thôi bây giờ em đại diện em nói đi. Dạ thưa ba, đó là một buổi chiều, hai đứa con tung tăng đó, dạo mà trên bờ đê. Đó. Miếng nhạc em ái nhẹ nhàng. Cho em miếng nhạc đi. Đó, tao coi thử được hay không nha. Bà nội cha nó ăn mít non nó mặn, ăn mít rụng. Anh quên. Đừng té, trời ơi. Trời ơi, vậy mà nó húp cái gì không biết nữa. Anh Quỳnh ơi. Em đừng có làm, ráng đi. Chút vô trong lấy thuốc uống, ok. Anh Quỳnh ơi. Rồi hai đứa hát cái lương sao mà tao coi cho kỹ cái đoạn này, nó không là chết cha với tao. Diễn lại cho ba nghe đi. Anh nói là anh cưới em mà sao em đợi hoài em không thấy anh cưới em vậy Quỳnh. Trời ơi, nó cưới em vậy là già sắp chết rồi mà Quỳnh ơi. Trời ơi, chừng nào anh mới chịu cưới em hả Quỳnh? Thôi Quỳnh ơi. Cưới em đi Quỳnh ơi, em già lắm rồi Quỳnh ơi. Chắc con tắm quá ba ơi, mồ hôi con nó đổ hết rồi. Bữa đó mày nói sao? Mày hát câu cải lương gì đó, mày hát lại tao nghe coi. Anh hát gì đi chứ? Cái rải câu la mà... thứ. La thứ. Em ơi, có lẽ Thượng Đế sanh ra ta và ra cuộc đời ta nhằm một ngôi sao sâu. Cho nên anh cưới em mà ba không chấp nhận thì thôi anh đành gả em cho ba luôn rồi. Được không? Ba thấy sao? Được không? Mày cái này hát con tao... của bộ cô Hạp với ba. Mày hát mà tao cà muốn nát cái loa luôn, mày thấy không? Tao cà và nát cái loa luôn, mày thấy không? Em chỉ nói nghe nè, coi chừng xác cái quần á. Bà lo bên kia đi, tôi không có bằng lái. Không phải coi chừng điểm giật em. Không á. Có tình cha duyên con được, bước qua bên kia đi. Thì ra hát cải lương mê hả? Bà mê giọng hát của nó hả, bà già kia? Người ta tình yêu là không phân chia tuổi tác ba. Không ơi. Không phân biệt tuổi tác ba. Không phân biệt tuổi tác hả? Dạ đúng rồi. Kể dạ. Giờ gì tối về cạo gió cũng vui. Lấy gì cạo? Bà nội cha nó lấy vợ tối về cạo gió. Nói chuyện nghe chứ. Chứ bây giờ rồi. Sao vợ? Lấy vợ về là tối về phải ấy chứ, gió gì cạo. Ấy là gì anh? Bà quá tuổi rồi, bà đừng hỏi. Bây giờ ba không tin tình yêu của hai đứa mình.
không mấy giờ em với anh làm tại chỗ cho ba tin đi, cho ba tin là em còn sức chứ. Rồi. Nằm xuống đi anh. Chết mẹ mày rồi Quỳnh ơi. Nằm xuống anh ơi, em tự nhiên em sung sức quá anh Quỳnh ơi. Đừng giết trời, anh. Tự nhiên em hồi xuân vậy trời ơi trời. Quỳnh ơi. Cho em thèm khác anh quá vậy Quỳnh. Tao. Bà cứu con. Gì vậy? Bà nội cha. Cái vụ gì? Cái vụ gì? Bà. Cái vụ tao gì? Nghe nói là hai đứa bay hát sông ca ngoài bờ đê, hát sông trâu nó chạy hết đúng không? Hát các bạn. Vụ gì? Cái gì đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Tôi hỏi ông ai đây? Đù. Chuyện tình tay ba. Má. Tôi hỏi ông ai đây? Mà ông làm gì ông chảy mồ hôi là ông sợ cái gì? Tôi hỏi ông sợ cái gì ông nói? Gì anh? Gì? Cái gì? Đù. Hấp dẫn. Đây mà gì ông ạ? À? Ngồi coi phim. Đây mà gì ông hả? Bà gì? Mỹ sao bà gì? Cái gì? Mày đứng thẳng cái người lên đây. Đứng lên. Tao tán vô mặt mày ra không kìa. Tao đứng già lên. Rồi mà mày kêu tao đứng thẳng sao tao đứng được? Đúng rồi, con nhỏ vô duyên. Đúng rồi. Ủng hộ bà già. Về. Ở đâu ra cái thằng kia nói chuyện như khỉ vậy? Mày mất dạy hả mày? Tán vô mặt hả đó mày? Anh tao là ba Mạnh Quỳnh, ta là Mạnh Dữ. Ồ, á được. Anh Quỳnh. Bây giờ mày là đàn ông nam như chi. Mày chỉ có quyền lựa chọn một trong hai người ấy và đây, con chọn ai? Anh Quỳnh. Đây, tao phân tích cho mày nè. Một bên già, kinh nghiệm. Bên trẻ nhìn ngon. Chọn đi. Mới về Việt Nam có ngày hôm qua thôi mà làm cái gì dữ vậy? Mày chọn đi, mày chọn một trong hai thôi. Còn anh lại trả nào? Lời đi Quỳnh ơi. Anh chọn. Nói anh yêu em rồi, anh chán anh chia tay. Sao kỳ vậy Quỳnh? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Tôi đẹp quá mà. Trời ơi, mày đẹp quá mà. Mày chứ đẹp. Mày đẹp quá mà. Tên gì? Con nào vậy Quỳnh? Im lặng, để tôi nói chuyện chút với bà chị. À con, để ba nói chuyện chút. Tên gì? Dạ. Thấy mày giống ca sĩ lắm á, mày tên gì? Dạ Phi Nhung. Mày đừng có xạo mày. Phi Nhung là bồ cũ Mạnh Quỳnh ở bên Mỹ. Vậy? Cái gì? Cái gì? Quá khứ, bỏ qua đi chị. Không có, con vợ của con Đậu. Con là con Đen. Thôi đừng có xạo. Tao nghe nói là con Phi Nhung bên Mỹ là bồ cũ Mạnh Quỳnh. Thấy không? Ở dưới kia kêu xạo á. Tôi ở bên Mỹ tôi biết mà. Ngay chỗ Tiền Giang đúng không? Có đâu, làm gì Tiền Giang? Sao nói nhà mày Mỹ Tho? Thôi, bây giờ tóm lại, mày đứng ở đây nè. Mày đứng ở đây mày làm gì mày đổ mồ hôi dữ vậy? Kịch thôi mà đổ mồ hôi dữ vậy? Đó, bây giờ mày chọn một trong hai đi, nhanh lên. Đừng thôi bây giờ như vậy nè. Tao phân tích rồi, một bên già kinh nghiệm, bên trẻ mới mở. Thôi em, bây giờ như vậy. Từ từ. Anh. Ôm vỗ về liền, cho viên thuốc trợ tim anh ơi. Hả? Cho viên thuốc trợ tim. Đâu có viên thuốc nào đâu. Ghê quá à. Bà ráng đi. Tao còn nghe đồn mày có một đứa con rơi đúng không? Hả? Đúng không? Ở Việt Nam mày có một đứa con rơi đúng không? Đúng không? Con ra đây con. Trời ơi. Đó, cái gì vậy? 20 năm ơi. Giờ kỷ niệm 20 năm ca hát của ổng. Coi thường cái loài ra đứa con này. Trời ơi con. Ông nội nè con. Chào bà nội đi. Bà nội nè con. Không có gì vậy? Ủa lộn lộn. Cái gì vậy? Nó lộn mà làm khó thật. Liệu. Nè, ba con nè. Kêu ba đi. Ủa sao ba không nhìn ba, không nhìn ông này? Chứ ba là con gặp ba con phải như thế nào? Con chạy tới con ôm con này. Chạy tới ôm ba đi con. Nè nè, con đây ba diễn cho con. Ba. Trời ơi. Ba này bắt cơ hội vậy sao? Thôi, bây giờ em đứng xuống tới Phi Nhung làm. Ok, em, rồi Phi Nhung, 1, 2, 3, cho con. Ngu. Con này nên ôm nó đù con Phi Nhung. Con lại ôm ba đi, con gặp ba con mừng sao? Đó. Trời ơi, ba đẹp trai, con đẹp gái. Má con đâu? Tất cả im lặng để tôi hỏi, má con đâu? Nè, look at me baby. Má con đâu? Thầy chỉ tao đây, tao cho 50. Má con đâu? 100,000. Má con đâu? 200. Má con đâu? 1,000,000. Con này chơi không vui rồi. Thôi, bây giờ vậy.
tôi giải quyết luôn. Cái chuyện cầu á là giờ cầu có con có gì tôi không quan tâm, mà mình phải đi ca hát, mình ca cho đàng hoàng, hiểu không? Phục vụ bà con đàng hoàng, hiểu không? Còn bánh bèo là vô dụng, hiểu không? Còn em sao anh? Bà đi vô gì dưỡng lão. Rồi, còn con này đi về lo đưa bà dì vô dưỡng. Đưa bà dì vô đi. Ừ. Để tâm sự với con gái. Rồi hai đứa còn ở lại tâm sự cha con lâu ngày gặp lại. Ông nội nè con. Ôm chào ông nội đi. Coi. Chào ông nội cái đi vô nè. Bà nội nè con. Vô duyên à. Ở lại hát với ba nha con. Trời ơi con bé dễ thương mấy tuổi rồi? Trời ơi 8 tuổi là lúc vừa chia tay Phi Nhung xong đó. Cách đây 8 năm đó. Đúng rồi. Đẹp dễ trời đẹp. Cho anh nè đó, tặng cho cái bông nó rớt nhỏ đẹp giờ mà ghê thiệt. Lên. Cái mặt phụ nữ đi. Chúng em như cái bông vậy đó biết nè, chưa? Nhìn nè, nhìn anh cháu tôi. Anh cầm lên anh nè. Đỏ xuống anh dạ có con. Nhìn cháu tôi nè, mặt như một thiên thần. Đang mặt đẹp nhìn dễ thương. Dòng bà, dòng bà. Xúc phạm. Xúc phạm cái gì? Ông nghĩ đi bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi. Trời có da muốn xỉu rồi kìa. Cái mặt láng da như da đít em bé. Thôi tôi đi vô. Ở lại hát vui vẻ nha con. Lau mồ hôi đi nha. Kệ không sao, chút về tắm sao. Mồ hôi quá trời. Em tặng cho ba nè. Thôi được rồi, để ba tự xử. Ok. Nhớ đời nha con. Đi vô con. Trời ơi, hai đứa nè. Thôi nó không có nó có con rồi thôi. Bà cho bà già mà bà trung quá à. Đi bà vô đi. Con người đây, con cười đây, con coi hai cho con nữa kìa. Thôi mày rảnh mày coi cho tao về tao ngủ mai tao đi quay. Quý vị đó là một tiêu thẩm phẩm rất ngắn không có tập giờ kia, một tràng pháo tay cho trên hài Trường Giang là Vi Dạ và nữ ca sĩ Phi Nhung quý vị. Là hồi nãy mình Quỳnh ngồi bên trong thì mình Quỳnh nghe bé hát rất là hay. Hôm nay con ra đây nè, hồi chiều chú thấy con tập cái bài gì đó, bài từ cha tôi gì đó, thì hôm nay con hát bài này tặng chú đi. Nha. Dạ. Ok.
cảm ơn con rất nhiều. Hay quá, hay quá, hai cho con hát hay quá. Chú ca bài này với con xong chú thuộc lời luôn rồi. Chú thông minh, chú giỏi quá. Mai mốt có khi nào con ca với cô không? Dạ, được. Muốn không? Dạ muốn. Em muốn hả? Dạ. Ok, vậy đợi đợi live show của cô xong rồi cô ca với con nha. Dạ. Ok, rồi giờ con đi chào khán giả đi, con đi vô đi, xong để cho cô với chú làm ăn ha. Dạ. Dạ, rồi cho cô mượn cái microphone. Sao? Sau cái live show của Mạnh Quỳnh thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh nhận rất là nhiều lời phê bình của một số fan của Phi Nhung. Hôm nay mình trả lời nha. Kính thưa quý vị, cho mình 5 phút thôi. Thứ nhất là quý vị hỏi Mạnh Quỳnh là tại sao live show của Mạnh Quỳnh mà Mạnh Quỳnh lạnh nhạt với Phi Nhung. Ok. Quỳnh xin trả lời thứ nhất là không, cái này sạch, không, cái áo này mới may hồi chiều. Nói thiệt luôn á, không sạch lắm. Không thiệt mà, nhưng mới thiệt. Sao không lấy gì lau lau lấy cái giạt vậy? Okay, không có sao. Kể có hơn không. Thưa quý vị, thực ra thì Minh Quỳnh đã đầu tư một cái live show rất là lớn và Minh Quỳnh hát gần 20 tiết mục. Cho nên những ca sĩ khách mời của Mạnh Quỳnh trong đêm chương trình đó thì không có phân biệt ca sĩ nào là cơ bản mình nghiêng về ca sĩ nào hết. Tại vì đây là live show kỷ niệm 20 năm của Mạnh Quỳnh chứ không phải là hai live show của Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Để Mạnh Quỳnh cho biết cho việc đó là phân biệt rõ ràng. Còn cái thứ hai nữa là cái bài mà Mạnh Quỳnh với Phi Nhung hát là cái bài Tân Cổ Mất Nhau Rồi, là nhạc phẩm đó là của nhạc sĩ Vinh Sử viết lời nhạc, Mạnh Quỳnh đã viết lời cổ nhạc. Quý vị đã nghe đêm đó, quý vị nào tối bữa có xem thì quý vị đã thấy rồi. Đó là Mạnh Quỳnh viết cho tâm sự của Phi Nhung, để nói lên tâm sự của hai đứa yêu nhau mà không được gần nhau. Ai nói trời ơi, yêu nào. Cho nên quý vị thấy là diễn như vậy nó buồn lắm thì làm sao mà âu yếm mà vui được, phải không quý vị? Thì mình chỉ diễn tâm trạng cái bài hát như vậy thôi. Cho nên quý vị nên nhớ là cái này là cái bài cổ nhạc Mạnh Quỳnh diễn Phi Nhung. Cho nên một cái vấn đề nữa để cảnh xong chưa? Rồi. Ủa, em ấm ức lắm mà. Không, thì giờ Mạnh Quỳnh hát 20 năm rồi thì Mạnh Quỳnh đã cố gắng làm tất trời cả những gì ơi, khổ ghê để cho khán giả vui. Chứ Mạnh Quỳnh không muốn làm cho khán giả mất lòng hoặc như là phiền bất cứ một khán giả nào hết. Cho nên quý vị hiểu lầm. Thì cái live show của Mạnh Quỳnh là live show Mạnh Quỳnh 20 năm tiếng hát của Mạnh Quỳnh chứ không phải là live show Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Cho nên Mạnh Quỳnh không có hát nhiều với Phi Nhung được. Những ca sĩ khách mời đều hát giống nhau hết. Nhưng mà Mạnh Quỳnh đã ưu tiên cho Phi Nhung cái hát bài Tân Cổ Giao Duyên. Thì Mạnh Quỳnh biết là quý vị khán giả yêu thích Mạnh Quỳnh Phi Nhung từ những bài Tân Cổ Giao Duyên. Đúng không Phi Nhung? Rồi em có nói dạ, gì một vài câu nữa không? Không nói gì hết. Em chỉ muốn chúc mừng anh là anh đã hả dạ rồi đúng rồi. Không? Cội khán giả người ta thương mình mà có gì đâu. Người ta muốn em với anh là hát chung với nhau, âu yếm với nhau, hung nhau. Đó. Nhưng mà em ơi. Dạ. Cái thứ hai người nữa ta là muốn vậy nhưng mà mình nữa, không có cái gì anh nữa. Anh còn ấm ức nữa. Ví dụ là gì? Bây giờ đó, hồi xưa quý vị xem Mạnh Quỳnh Thúy Nga hát, Mạnh Quỳnh Phi Nhung hát Thúy Nga Paris By Night thì lúc đó hai đứa mới 20 mấy tuổi thôi, bây giờ 20 năm rồi thì những cái cảnh mà tình tứ âu yếm như vậy, nhưng bây giờ thì Mạnh Quỳnh cũng nói thật quý vị là cái tuổi mình đã bước qua tuổi 45 rồi, Phi Nhung thì mới 20 mấy thôi thì Mạnh Quỳnh không có nói. Nhưng mà thì Mạnh vậy Quỳnh, mới là đàn ông chứ. Thì Mạnh Quỳnh nghĩ là Mạnh Quỳnh cũng lớn rồi thì mức độ trình diễn của mình sẽ nó lạ đi khác chút xíu, là mình chững chạc hơn, cũng đùa giỡn, cũng vui vẻ, nhưng mà mình không có giống như hồi xưa mà ôm nhau, hôn nhau trên sân khấu nữa. Có thể là bây giờ mình có thể hôn nhau với tư cách là một người bạn diễn, partner ha. Không em không chịu, em chỉ thích ôm bằng người tình yêu thôi. Gừng càng già càng cay. Thôi quý vị, đó là những lời giải thích của Mạnh Quỳnh. Quý vị đồng ý vỗ tay cho Mạnh Quỳnh quý vị. Thì Mạnh Quỳnh Phi Nhung lúc nào cũng là đôi bạn rất là thân, trên sân khấu cũng như ở ngoài đời. Cho nên quý vị nên nghĩ trong lòng là hình ảnh Mạnh Quỳnh Phi Nhung lúc nào cũng trong lòng quý vị. Còn những cái sinh hoạt ca hát thì quý vị biết là Phi Nhung đã về sinh hoạt Việt Nam khá lâu, Mạnh Quỳnh thì sinh hoạt ở nước ngoài, ở Mỹ. Cho nên hai đứa ít có gì gặp nhau lắm. Thì hôm nay đó, chương trình này hai đứa không có hoàn toàn, không có tập một cái gì hết. Bây giờ muốn cái gì hát cái nấy. Quý vị vỗ tay quý vị. Ban nhạc, trong tay cho ban nhạc mình lẫn quý vị. Rồi bây giờ muốn hát cái gì? Quý vị thích Mạnh Quỳnh Phi Nhung hát gì tối nay? Tông cổ hả? Bây giờ là 12 giờ rồi, bây giờ mình hát tới 12 giờ rưỡi. Ok. Khán giả ngồi tới 2 giờ sáng, tôi cũng hát 2 giờ sáng nữa chứ không cần tới 12 giờ rưỡi đâu quý vị. Okay. Biết nói chuyện vậy, bây giờ hát cái gì? Hát bài Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím đi. Căn nhà màu trắng. Ok, rồi, sẵn có dàn cổ nhạc đây rồi thì mình Quỳnh hát nha. Quý vị một tràng pháo tay cho ban nhạc Minh Mẫn và dàn nhạc cổ nhạc của chúng ta quý vị. Diễn căn nhà này đẹp nha Dũng ơi. Bây giờ ý hai đứa mình vô đây diễn đi. Anh Quỳnh ơi, có nhà không anh Quỳnh? Dạ có con. Em
còn gian dở. Cưới nhau về nham nhở lắm em ơi. Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm tương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hài mong tương phùng. Làm quen em gần hết năm ngày phép em mới ngập ngừng nghe ngại. Đời chính chiên năm tháng dài xuôi ngược miền xa để lại phương này một mình em sầu khổ. Bầy em lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành hầm sâu 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao. Mặt chào. Chào gì? Đố ai biết chào gì? Bữa nay là tôi phải xử bà này mới được. Một nụ hôn ba đầu. Ngày đó tay trong tay mình dìu nhau vào lối mộng căn nhà màu tím giờ đây hồng muôn xa phao. Qua trắng cài lên màu áo mới em giả từ đời con gái đêm.
chờ mong. Ok, hát nữa kìa. Ok, hai mình hát gì, muốn hát gì? Lại nhớ người yêu. Lại hả? Nhớ người yêu. Thuộc bài đó không? Cái liên khúc vì sao Nhung nhớ anh quá chừng. Nhớ bài đó không? À. Lâu quá, vô anh nhớ nó lại tình xưa. Lâu quá em không có nhớ, nhưng mà thôi cứ hát khúc nào vô khúc đó đi. Thôi bây giờ vậy mình cứ chơi liên khúc đi. Ừ. Ok, ban nhạc Rumba La Thứ nha. Theo em nha, ắt coi vòng. Rồi. Vỗ tay quý vị, càng về khuya thì nghe Rumba nó phê. Lời nguyện xin khắc sâu. Cho giấc mơ.
sâu từ lúc tuổi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn côi. Thương nhau rồi anh đừng sợ khi xa anh mất đi người thương. Lòng ước mơ hòa vào nỡ đo đường, nhưng mong lòng không tròn. Vì sao thế anh, chắc một mình anh thì yêu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Còn nữa. Bài gì, bài gì? Còn. Hết tâm sự đúng không? Tâm sự nói ra đúng không? Chẳng em, anh khổ vì em, anh khóc cũng vì em. Gì nữa em? Tình thế thái còn lại đóng cho tàn. Anh muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày bên sông em thường hay đi học, dưới bến con đò chờ trông nhánh muôn. Nhánh muôn con bướm vàng ai.
anh giặt cho. Quý vị được vui chưa? Dạ. Mới giặt hả? Tiếp hả? Tôi 12 nữa, chơi luôn. Đây, ok, thôi đổi qua bài cha 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 nha. Quỳnh hát bài cha cha đi, để cho đổi không khí mình giật tiếp tới 12 rưỡi. Được, ôi, cha cha không? Không khí gì, ông đổi luôn, nhạc rock đi. No. Cha 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 đi, ban nhạc đánh cho Quỳnh bài cha 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 đi. Nhung hát theo với Quỳnh được nè. Ok, bài một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, phải không? Cái bài là Một Lần Gian Dở. Quý vị còn lắng nghe xuống đây. Chứ không phải là mối lại tình xưa sao? No. Đánh nha. Nhung nhảy cha 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 đi. Trời ơi, vô luôn. Đâu biết nhảy đâu. Dặn dò cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông dần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay con. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang, cho đời lắm mê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi mà để lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nở rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là dứt duyên nở rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Thôi hết rồi. Còn hát đi, Nhung hát đi. Thôi giờ Quỳnh hát đi, Nhung hát làm gì nữa, hết rồi. Tôi bây giờ hát một bài. Không, tại vì Nhung sợ hát khuya quý vị buồn ngủ. Không ai ngủ đâu, không ai ngủ đâu, hát đi quý vị. Có ngủ không? No. Rồi, ok. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phải nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình giá bằng. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình xót xa. Chuyện gì vang buồn lưu luyến chưa
giông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường em về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Phi Nhung chúc quý vị ra về lái xe cẩn thận. Ban nhạc đánh cho em cái bài techno cá chống cơm đi. Cho em pha đi. Mà đền bóng, ôm mấy bóng mà đền bóng.